Rồi, như vậy thì trong cái bài toán mà tìm số nguyên tố ha, chúng ta sẽ viết lại cái bài toán tìm số nguyên tố giúp thầy. Trong cái phần mà giải thuật của mình thì chúng ta sẽ suy luận nè. Một số nguyên tố thì chúng ta sẽ có một số n nào đó. Thì chúng ta sẽ tìm cách chia n này nè cho 1 2 chấm 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 cho đến n. Nếu như chúng ta có nhiều hơn hai ước. Nhiều hơn hai ước thì cái này là nguyên tố hay là không? À, không phải nguyên tố. Nhiều hơn hai ước. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có hai giải thuật. Một là chúng ta đi tìm, cái cách của chúng ta tìm là tìm số không nguyên tố. Và cách thứ hai là chúng ta đi tìm số nguyên tố, mặc dầu là đều giống ý nghĩa nhau nhưng nó khác cái gì. Ví dụ chúng ta tìm số nguyên tố là số mà mình cứ chia từ 1 cho đến n. Nếu nó có đủ hai ước thì mình kết luận nó là gì? Số nguyên tố. Đúng không nào? Cứ chia từ 1 đến n. Tại vì mình đang nói theo cái quy tắc đi tìm số nguyên tố. Số nguyên tố là số mà chia từ 1 đến n nó chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Mình làm đúng theo cái yêu cầu của số nguyên tố. Như vậy là mình đang đi tìm số nguyên tố nha. Ok, này tí nữa làm đi tiếp đến cái phần mà số không nguyên tố các bạn sẽ thấy. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái hàm. Và trong cái hàm của mình, bây giờ thầy sẽ tạo mới một cái project đi. Chúng ta sẽ chọn new project của chúng ta. Theo cái quy chuẩn mà lớp thầy thì chúng ta sẽ quy định về cái cách đặt tên project làm sao cho nó dễ nhớ. Ví dụ mình đặt là com108. Trong lớp thì thầy có ghi nhận cho các bạn một số thứ tự và số báo danh, mã số sinh viên và tên. Ở đây là cái tiếp chung của tất cả các project. Nhìn vô là biết à, cái này là môn 108. Số thứ tự trong lớp là bao nhiêu, mã số sinh viên ba số cuối là bao nhiêu và tên nào. Và ở đây thầy đang ví dụ một cái bài là số nguyên tố. Thì khi mà các bạn lưu cái project tốt á thì các bạn đi làm ở công ty cũng có nhiều cái quy định mà người ta sẽ đưa cho các bạn một cái cách để mà tổ chức dự án. Và nếu như mà các bạn làm đúng theo cái cách tổ chức dự án thì các bạn quản trị dự án rất dễ. Một vấn đề ở đây là một số lớp cho các bạn tạo file và code thẳng lên trên file luôn. Còn thầy thì thầy yêu cầu các bạn là tạo cái project và thực hành code trên cái project. Tại vì khi các bạn code trên cái project thì nó sẽ có nhiều cái file nằm chung trong một thư mục thì nó là tiền đề để sau này các bạn học hướng đối tượng. Còn nếu mà các bạn có từng file thì không không hay lắm. Ở đây thì cái file của chúng ta nó là main C và các bạn Ctrl S thì đa số là các bạn để lưu main C luôn. Nhưng mà main C nó vẫn không lỗi bởi vì mình tạo project riêng rồi. Nhưng mà tốt nhất thì mình lưu với cái tên mà mình có thể nhớ dễ. Bây giờ bạn tạo hết môn này đi. Bạn tạo được 50 cái file C. Và file nào cũng main C hết. Rồi cuối cùng là mình muốn tìm là mình tìm cách nào. Cho nên là mỗi file mình ghi cái tên của cái file đó theo cái nội dung ở bên trong. Thì khi chúng ta muốn search lại cái nội dung nào đó thì chúng ta search theo tên file thì nó sẽ dễ. Được chưa nào? Và ở đây thầy sẽ viết một cái hàm, chúng ta sẽ ôn tập về hàm luôn.
hàm là lớp 5. Cho nên là chúng ta ôn tập về hàm. Thứ nhất là ở trong C thì nó chưa có kiểu boolean, thì tạm thời mình không dùng boolean. Nếu các bạn muốn thì các bạn include thêm một cái bool.h vô. Nhưng mà tạm thời tại thời điểm này mình cứ dùng kiểu in đi. Nếu như mà trả về đúng số nguyên tố thì mình cho quy định là số 1. Nếu không phải số nguyên tố thì mình cho là số 0. Đó, vậy cho nó dễ. Còn nếu mà bạn nào muốn dùng thêm boolean thì các bạn có thể khai báo thêm một cái thư viện pool.h để mình xài boolean true false. Rồi, như vậy thì ở đây mình sẽ có một cái hàm. Cái hàm của chúng ta về kiểm tra nguyên tố. Hàm của chúng ta về kiểm tra nguyên tố thì cái hàm này nó sẽ có cái đầu vào. Hàm này nó sẽ có một cái đầu vào là hàm của chúng ta là số nguyên tố. Đây là tên hàm. Và chúng ta sẽ đưa vào một cái số để kiểm tra. Số này giả sử như là N. Và số nguyên tố thì kiểu của nó là kiểu nguyên. Và sau khi mình kiểm tra xong số này có phải là số nguyên tố hay không thì mình trả về kiểu dữ liệu như mình nói lúc nãy, true hoặc false nếu như mà mình có xài boolean. Còn ở đây mình không xài boolean thì mình trả về 0, 1. À, trả về 0 hoặc 1. Như vậy chỗ này mình xài integer luôn. Kiểu trả về là integer. Như vậy cái hàm của mình khi mình viết ở đây, mình sẽ trả về kiểu in. Và ở đây mình kiểm tra số nguyên tố. Mở ngoặc in N. Mở ngoặc nhọn. Như vậy đối với lại nội dung hàm này, ý nghĩa là gì? Mình sẽ đưa vào một số N và mình viết một đoạn code để kiểm tra thử N này là số nguyên tố hay không phải số nguyên tố. Được không? Không phải số nguyên tố. Và nếu là số nguyên tố thì mình sẽ kết luận là số 1. Vậy lúc nãy chúng ta đã phân tích thuật toán ở đây. Mình sẽ for từ 1 cho đến N. Nếu như mình tìm được hai ước thì coi như nó là số nguyên tố. Còn nhiều hơn hai ước thì không phải. Đó là đúng y như cái khái niệm thế nào là số nguyên tố. Ha, mình cứ làm đúng theo cái khái niệm đó. Rồi sau đó thì bạn muốn giảm thì bạn giảm. Mình sẽ có y chấm phẩy for y bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn bằng n chấm phẩy y cộng cộng. Đến đây phần vòng for này mình ổn không? Ổn. Và lúc nãy mình nói rằng là gì? Có hai ước. Vậy thì mình sẽ có một cái biến để mình lưu số ước. Số ước được gán lúc đầu là bằng 0. Xuống đây, nếu như n mà chia cho y bằng 0, tức là chia hết, chia cho y bằng 0 thì làm sao? Số ước cộng cứ mỗi lần chia hết tăng lên cái. Như vậy sau khi mình for hết từ 1 cho đến n, nếu số ước mà bằng 2 thì đây là phải nguyên tố hay không? À, thì mình sẽ kết luận là return 1. Chỉ có hai ước. Cái lúc mà tìm được cái số ước là mình duyệt từ 2 cho đến N luôn, xong rồi mình tìm được số ước thì mình click nó luôn. Đây là mình đang làm theo làm sao mà mình break được? Dạ, tức là nếu mà nó tìm được cái ước mà không phải là nó với lại một á,
mình chạy từ 2 cho đến n, khi mà nó gặp một cái ước nào đó từ 2 cho lên thì nó có ước là nó khác luôn. Đây là cái này, cái số 1 đó là một thuật toán khác. Đấy, mình đang đi tìm số nguyên tố, và người ta định nghĩa rằng số nguyên tố là số chỉ có hai ước, một và chính nó, và mình đang làm đúng theo cái khái niệm đó. Tí nữa thầy sẽ viết một cái thuật toán khác. Ok, bởi vì mình đang học về giải thuật mà, thành ra mình phân tích về giải thuật, chứ mình cũng không có vội vàng gì để mà giải quyết một bài toán. Mình hiểu được giải thuật để mình phát triển. Chứ còn cái bài toán mà về số nguyên tố này quá đơn giản, chúng ta cũng không có cần phải bàn nhiều. Như vậy ở chỗ này, nếu như mà số ước bằng 2 thì return là 1, còn 0 thì mình sẽ return 0. Như vậy đây là yêu cầu về cái khái niệm của số nguyên tố này. Anh cứ chia đi, anh chia từ 1 cho đến n. Nếu mà một số nó chỉ có hai ước, một và chính nó, thì nó là số nguyên tố đúng theo định nghĩa. Và đối với lại cái này, chúng ta sẽ có một cái bài nhập vào n, nhập vào n số, và chúng ta sẽ xuất ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến n. Ví dụ như mình nhập vô 100. Rồi ok. Số chỗ này, nếu mà trong trường hợp số 1, số 2, mình sửa thử ha. Mình sẽ nhập vô một số. Chỗ này mình sẽ có INTN chấm phẩy và một cái biến y để cho nó chạy dòng for nữa. Print nhập n scan phần trăm d phẩy và n for y bằng 1 chấm phẩy y cộng y y nhỏ hơn bằng n chấm phẩy y cộng cộng. Mình sẽ kiểm tra cái nào số nguyên tố thì xuất nó ra. Nếu số nguyên tố của y bằng 1 thì xuất y ra phần trăm d phẩy y. Như vậy là chúng ta sẽ xuất hết tất cả những số nguyên tố từ 1 cho đến n. Chạy thử nè. Số của mình là 99, 2357. Đây đúng và là số nguyên tố không? Được chưa? Đó. Như vậy thì đề nó yêu cầu làm sao? Khái niệm về số nguyên tố làm sao? Thì mình viết y chang, không sai một chữ. Số nguyên tố là số mà chỉ chia hết cho 1 và chính nó, tức là có hai ước. Đây là một cách viết. Và cách viết này, chúng ta đang học đến giải thuật, thì cách viết này người ta gọi là cách viết tồi nhất. Cách viết này gọi là cách viết tồi nhất. Tồi là gì? Ví dụ như cái n của thầy nó có giá trị là 1 triệu đi. Ví dụ như vậy. Số này là số nguyên tố không? Số này có phải là số nguyên tố không? Mình nhìn vô là mình biết có hay không? Không. Số chẵn mà. Sao nguyên tố được? Nhưng mà nếu như mà bạn viết theo thuật toán này thì có phải là nó phải chạy chừng đây lần không? Ví dụ như chỗ này là 100.000. Có phải là nó chạy một cái vòng for của mình là từ 1 cho đến 100.000 nó mới kết thúc, và nó lặp lại 100.000 lần cái việc kiểm tra, chia hết liên tục 100.000 lần, trong khi mình nhìn là mình thấy là nó không phải rồi. Thì cái đó chúng ta gọi là cải tiến giải thuật. Đây là giải thuật
tồi nhất. Trong lập trình người ta gọi là tồi nhất, tức là số lượng thực hiện, số lượng so sánh các bước nhiều nhất. Chính xác, đó là độ phức tạp. Và chúng ta sẽ có một cái thuật toán cải tiến của nó. Chúng ta cũng có kiểu in, và chúng ta đi tìm số không nguyên tố thì mình đặt cái tên thôi. Còn mình muốn ghi gì ghi. Ở trên này nếu như đúng nó là số nguyên tố thì mình trả về 1. Còn đây mình nói là số không nguyên tố, nếu đúng cũng trả về 1 luôn. Không nguyên tố nha. Cái này là cái cách mình hiểu và cách mình ghi. Cho nên là cái chỗ mà người ta lập trình á, các bạn phải chú ý giùm thầy tại sao nó trả về 0 và tại sao nó trả về 1. INT của N. Còn nếu như mà bạn sợ khỏi nhầm lẫn thì chỗ này bạn gọi là số nguyên tố 1, thì mình gọi ở đây là số nguyên tố 1. Còn ở đây mình sẽ viết cách 2 là số nguyên tố theo cách 2 cũng được. Vậy cách 2 là gì? Nếu bất kỳ số nào mà nhỏ hơn 2 thì sao? Không phải là nguyên tố. Nhỏ hơn 2 thì không phải là nguyên tố. Cứ nhập vô một số bất kỳ mà nó kiểm tra nhỏ hơn 2, không phải. Tiếp tục, chúng ta sẽ dùng một cái vòng for. In vòng for. For y chạy từ 2 cho đến căn n. Tại sao là căn n? Nó đã có ước trước đó rồi. Ví dụ như là 12 16 đi, căn 16 là 4, đúng không? Thì nếu như mà nó có một ước nào đó lớn hơn 4, tức là nó đã có một ước trước đó rồi. Ví dụ như là 8, thì trước đó nó là ước của 2. 16 chia 2 bằng 8. Mình tìm được ước 8 thì tức là trước đó mình đã tìm được một ước nào đó nhỏ hơn căn. Cho nên mình chỉ cần kiểm tra đến căn là đủ, không cần kiểm tra hơn. Rõ ràng là 16 chia hết cho 8, nhưng mà không cần kiểm tra bởi vì 16 nó đã chia hết cho 2 rồi. Đó, cho nên mình không cần phải kiểm tra thêm. Vậy chỗ này nếu như mà để đơn giản thì các bạn sẽ là y nhỏ hơn SQRT hoặc là nhỏ hơn bằng n chia 2. Đây là cách mà đơn giản nhất. Còn nếu mà bạn muốn cho nó gọn hơn nữa thì bạn sẽ dùng đến thư viện Max và dùng hàm SQRT nhỏ hơn hoặc bằng SQRT, mình gán thay vì cái n chia 2. N chia 2 là mình cũng giảm khá nhiều rồi đó. Còn nếu mà bạn muốn giảm sâu nữa thì mình sẽ đưa cái thư viện Max toán học vào và mình gọi cái hàm SQRT. Nếu mình phát hiện ra n mà chia hết cho y, bất kỳ một y nào, thì ở chỗ này mình sẽ làm gì? Return 0 ngay lập tức. Chỉ cần phát hiện ra một cái biến, một cái ước nào đó khác là mình kết thúc ngay. Còn nếu sau vòng for, chạy hết vòng for mà vẫn không có kết thúc, thì cuối cùng chúng ta làm gì? Return 1 ở đây. Đoạn này là chúng ta đi tìm số không nguyên tố. Số này là số không nguyên tố nè. Giả sử các bạn nhập vô đây, chỗ này là 100. N bằng 100. N còn nhỏ hơn 2 không? Không, bỏ qua chỗ này. Như vậy thì y bằng 2
N100 chia cho 2 bằng 0. Kết luận ngay lập tức N không phải là nguyên tố. Nếu như mà mình chạy theo cái này thì nó phải duyệt qua 100 lần cái dòng for này. Còn nếu mình chạy dưới này thì nó chỉ cần một lần duy nhất là nó đã thoát rồi. Và cái này mình đang đi tìm số không nguyên tố. Cái này là không nguyên tố nữa. Có một ước khác 1 và 9 đó. Một ước khác 1 và 9 đó. Thì mình kết luận ngay không phải là nguyên tố. Được chưa? Như vậy mình có hai thuật toán. Hai thuật toán. Nếu như các bạn muốn thì các bạn sẽ sử dụng cái thư viện Time để các bạn đo thời gian của giải thuật. Nhưng mà với số lượng mà chúng ta cho nhỏ thì thời gian của chúng ta cũng rất là ít. Bạn có thể sử dụng thư viện Time. Đây, chỗ này chúng ta đổi thuật toán là số nguyên tố 2 để chúng ta chạy. Nhập vào 99 cũng tương tự, nó ra chừng đây số nguyên tố. Được chưa nè? Và các bạn sẽ ôn tập lại cho thầy giúp cái phần tí nữa các bạn sẽ download cái tài liệu này, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tìm kiếm và sắp xếp. Cái này khá là hay và ví dụ khá là cụ thể. Người ta cho cái này là chạy bằng tay, khá là tường minh. Đây là cái môn mà đối với lại các bạn sinh viên cao đẳng của mình thì không được học nhiều. Chỉ học một phần nhỏ là bubble sort thôi. Chứ còn ở các cái thuật toán insert rồi select mình lại không học. Và nó có những thuật toán cao hơn nữa. Heap sort rồi đó. Thì ở đây là mình không có học. Thì cái phần cái file này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về những cái giải thuật, ví dụ như là quick sort là mình sẽ hình dung là mình sắp hàng á. Bình thường là mình nói bạn nào thấp đứng trước và mình có 10 bạn thì mình sẽ sắp 10 lần. Đúng không? Còn nếu như mà mình thực hiện một cái dạng sắp xếp khác, bạn nào thấp mình cứ để đứng trước đi, khỏi cần đổi. Bạn nào thấp mà đang đứng sau á, mình kiếm cái đứa nào mà cao ở phía trước mình đổi cái. Thì sau một thời gian mình đổi cái thì gần như là cái hàng của mình đã được sắp xếp. Và nó sẽ sắp nhanh hơn. Như vậy đó là một cái phương pháp sắp xếp. Và chỗ này người ta có cái ô là đang tính cái độ phức tạp. Như bạn nói hồi nãy, với thuật toán của chúng ta, thuật toán này là thuật toán tồi nhất. Với số lượng 100.000 là nó phải for đúng 100.000 lần. Còn với thuật toán này, cho dù bạn là 100.000, nó so sánh mấy lần? Một lần duy nhất là nó đã thoát rồi. Trăm mà, số chẵn mà. Xuống đây y bằng 2, n chia hết cho 2 bằng 0. Ngay lần đầu tiên là nó đã thoát rồi. Được ha? Đấy, đấy là cách mà chúng ta cải tiến giải thuật. Rồi các bạn mở cái phần mạng.